cũng như một số công trình có kiến trúc tuyệt đẹp được người Pháp xây dựng tại Hà Nội. Ngôi trường trung học cơ sở Thanh Quan nằm ở số 29 Hàng Cót khiến nhiều người có chút tò mò bởi dòng chữ tiếng Pháp École Bergère. Đó là tên gọi trước đây của ngôi trường này. Vào đầu thế kỷ 20, toàn quyền Đông Dương đã ký nghị định thành lập trường nữ sinh Bergère, ngôi trường tiểu học dành cho nữ sinh đầu tiên ở Hà Nội lúc bấy giờ. Theo các tài liệu hành chính và tài liệu kỹ thuật hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, khởi nguồn của tên gọi này bắt đầu từ năm 1910, khi trường nữ sinh tiểu học Pháp Việt trên phố Ta Cù Xưa, nay là phố Hàng Cót, chính thức được đổi tên thành trường Bergère, tên nhà viết kịch người Pháp, theo nghị định ngày 12 tháng 8 của toàn quyền Đông Dương. Ban đầu, trường nữ sinh được bố trí tạm thời trong hai ngôi nhà số 51 và 53 của ông Dielofis trên phố Gilles-Fergy. Hợp đồng thuê nhà có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 1907, trong thời hạn từ 3 đến 9 năm, với giá thuê nhà là 130 đồng bạc Đông Dương mỗi tháng. Tuy nhiên, do kinh phí thuê nhà ngày càng tăng, hơn nữa, hai ngôi nhà không còn đáp ứng được cả về diện tích cũng như công năng sử dụng. Do vậy, trường được bố trí tạm thời trong một nhà hát trên phố Ta Cù. Đây là nhà hát cũ của Trung Quốc, được xây dựng vào những năm 1890. Các nhà thầu P và Sezo đã cải tạo lại thành trường học vào các năm 1912-1913 với kinh phí lên tới 1.820 đồng. Sau khi hoàn thiện, trụ sở mới này bao gồm 10 phòng học, một khu vực đại sảnh dùng làm sân chơi và xưởng. Lâu dần, các dãy nhà này trở nên chật chội do số lượng học sinh ngày càng tăng. Thêm vào đó, trong quá trình cải tạo do sử dụng nguyên vật liệu loại thường nên công trình xuống cấp nghiêm trọng. Từ năm 1917 đến năm 1918, trường Bergère được cải tạo thêm một lần nữa do các nhà thầu các nơi và Gerhard Voger thực hiện với gói thầu trị giá 800 đồng. Công trình được nghiệm thu vĩnh viễn vào ngày 20 tháng 8 năm 1918. Trong báo cáo số 168A ngày 22 tháng 11 năm 1923, kiến trúc sư tránh sở công thự Charles Lichtenfelder phản ánh các lớp học và nhà phụ thuộc của trường Bergère trên phố Ta Cù đã hư hỏng nặng, buộc phải phá bỏ, đồng thời đưa ra dự án xây dựng lại trường. Ngày 28 tháng 11 năm 1923, Thống sứ Bắc Kỳ chính thức thông qua dự án tại vị trí cũ theo thiết kế của Charles Lichtenfelder. Theo đó, tầng trệt dành làm khu vui chơi, vệ sinh và có cầu thang nối khu nhà tầng dành cho các lớp học. Chủ thầu là ông Avia. Công trình được nghiệm thu vào ngày 6 tháng 9 năm 1926. Kiến trúc của trường Bergère chịu ảnh hưởng của phong cách Eberga, có một sự cộng hưởng sáng tạo của kiến trúc Pháp với những yếu tố của kiến trúc truyền thống bản địa, tạo thành một tổ hợp kiến trúc hài hòa với môi trường tự nhiên và văn hóa phương Đông. Ví dụ như trong bản vẽ của Charles Lichtenfelder năm 1923, ô tròn này là chỗ đặt đồng hồ, nhưng nay chỉ còn dấu tích của đôi nữ lòng đắp vẩy sành. Một trong những đặc trưng của kiến trúc Pháp là hành lang được thiết kế nhiều cửa để lấy ánh sáng tự nhiên. Năm 1948, trường Bergère được đổi tên thành trường Thanh Quan. Tên nữ sĩ Nguyễn Thị Hình, hay còn gọi là bà huyện Thanh Quan, và được giữ cho đến ngày nay. Hơn 100 năm qua, ngôi trường Thanh Quan vẫn đứng lặng lẽ và khiêm nhường trên phố Hàng Cót giữa lòng Hà Nội. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, nhưng dấu ấn kiến trúc của ngôi trường thời Pháp này vẫn còn khá đậm nét. Ngôi trường vẫn ngày ngày đón những bước chân học sinh tới lớp, nhưng không còn dạy nữ sinh tiểu học mà đã trở thành trường trung học cơ sở. Hiện nay, trường có diện tích 3.200m², trên 20 phòng học và các phòng chức năng, với hơn 1.000 học sinh theo học.